À, xin chào em. Nay tựa game Fickle Fantasy có ra mắt 2-3 năm mới. Và event cũng gọi là bình mới rượu cũ. Với cả thêm một tính năng mới là cái đánh lén cực đoan. Thành phố Olete, khu phía Tây. Đấy. Thì trước hết, khi bắt đầu video thì mình xin PR tí. Là mình có nhận nạp game Fickle Fantasy với giá 16.000 trên 1 đô, lâu lắm rồi đâm ra quên bố cả giá. Anh em nào muốn làm thì có thể liên hệ mình. Tốc độ rất là nhanh, yên chí. Còn về vấn đề an toàn hay không thì anh em có thể nhìn đấy, tôi vẫn sống, chứng tỏ là vẫn an toàn đấy. Nói chung cái đấy tùy điều kiện thôi. Anh em quý mến, anh em gửi nạp thì rất là cảm ơn anh em. Còn anh em không thích, anh em muốn tự nạp thì tùy, trái ép rồi. Thôi, bắt đầu vào với tính năng mới có đi. Cái đánh lén cực đoan này. Hiện tại thì nó mới chỉ ra các khu vực thăm dò từ 1 đến 12 thôi. Ngày mai mới ra khu vực xâm lược. Mình nghĩ nó sẽ 1 đến 2 ngày nó sẽ ra khu vực mới thôi. Và độ khó sẽ tăng dần. Khu vực thăm dò thì khá dễ. Anh em đánh qua anh em sẽ nhận được phần thưởng. Khi đánh qua được thì sẽ được thêm một cái thành tựu. Nói chung cái này thì đâu nhỉ? Đây. Trước hết thì chúng ta sẽ được một cái thành tựu. Cái này thì anh em lưu ý nhá, cái này nó chỉ là mảnh thôi, 100 mảnh thì mới ghép được thành một cái hộp. Đấy. Và cái hộp hộp thì có nói qua với anh em một chút thì cái hộp tím này thì nó sẽ là kỹ năng thường. Hộp vàng sẽ là kỹ năng cao của pet đấy, để anh em tẩy kỹ năng ấy. Hộp đỏ sẽ là cái kỹ năng thuộc diện là bá cháy bọ chét. Đây. Hộp đỏ thì chúng ta có thể kiếm qua đua bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng này thì hiện tại nó sẽ có hai phần. Thứ nhất là tầng anh em đạt được, thứ hai là thời gian anh em qua. Và với cái thăm dò thì khá dễ thì mình nghĩ nó sẽ chủ yếu về vấn đề thời gian thôi. Ông nào nhanh thì ông ấy được. Cái này thì anh em cứ yên tâm nhé, cái thời gian nó còn lâu lắm. Đây, mình nhìn đấy, 6 giờ À, 6 ngày 19 giờ sau mới phát thưởng, nghĩa là một tuần cơ thì nó mới phát thưởng một lần. Mình cũng nghĩ cũng hợp lý thôi, chứ còn nếu một một ngày phát thưởng một lần thì nó hơi lạm phát. Một tuần lần là hợp lý. Cái này 150 với top 1 thì sẽ là 150 hộp mảnh hộp đỏ, 150 mảnh hộp vàng. Ghép lại sẽ là tầm một hộp rưỡi. Nói chung mình không rõ là cái hộp này hiện tại nó như nào, nhưng mà nếu mà ví dụ mà có bán ở shop ấy hoặc anh em nạp ấy thì gọi là giá cũng hơi chát, tại vì kiểu nó đồ mới rồi, đâm ra là nó cũng chát đấy. Mẹ, tùy, mình thấy game này nhiều khi nó định giá một số quái nó cũng kiểu ngáo giá lắm, nên nói chung là cái đấy tùy anh em thôi. Anh em cảm thấy gọi là ổn thì anh em cứ theo. Mình nghĩ là anh em gọi là cứ quan trọng cái vấn đề là bây giờ nó đang tầng thấp, đang tầng dễ thì anh em chủ yếu tập trung vào vấn đề là tối ưu thời gian, đua thời gian thôi. Mình thì mình cũng chỉ đánh gọi là phọt phẹt một chút thôi. Xíu nữa thì chắc là có thời gian rảnh mình sẽ ngồi tối ưu lại để cho thời gian nó được gọi là thứ nhất ăn cái tốp to to. Carnival thì nói chung là như mình có nói rồi ấy, là cái này là một cái vườn gọi là thường niên rồi, vòng lập vòng tròn. Và bây giờ nó cũng khá là phèn, nó không như trước cái đợt mùa 1, mùa 2 ấy, mùa 1 với mùa 2 ấy, thì nó còn ngon. Tại vì sao? Anh em đánh qua một vài tầng nó sẽ được cái lông, đánh cái tầng cao thì cứ đánh qua một tầng cái được thêm mấy lông. Mấy lông có nhìn có vẻ là chắc mấy lông thì cũng ít, nhưng mà cái vấn đề này một tầng nó cho thêm được 4 lông chẳng hạn, một tầng thường, một tầng ngon nó sẽ được 16. Nó sẽ ngon hơn cái này rất nhiều. Cái này anh em đánh phọt phòi ra anh em mới được có 8 điểm, 40 điểm. Sau này cần rất là nhiều điểm anh em mới có thể up được. Mới lại một lên được một nấc chỉ được 200 lông trên 1 giờ, còn kia thì nó sẽ là một vấn đề khác. Anh em nhìn nhé, toàn cách trên tầm 400-500 điểm chẳng hạn, đây tầm lên cao toàn 500 điểm phát đấy. Nói chung là lên cao tầng đánh khó lắm. Nhưng mà cái này thì bù lại thì cái này bây giờ nó cũng dễ rồi. Thứ nhất là bây giờ banner ban niếc anh em đồ đạc đầy hòe rồi. Cái thứ hai nữa là để mấy thằng top ấy bọn nó đi hết trước đi, bọn nó đi trước xong rồi chúng ta sẽ đi đằng sau, chúng ta sẽ nhận được búp. Có búp rồi anh em đánh rất là dễ đấy. Mình thì mình lười ấy, đâm ra mình đánh tạm này thôi.
quả đánh phật phẹt thôi. Nói chung cái này không phải là vấn đề gì khó lắm. Còn về Evan thì nói chung đã phần toàn Evan cũ rồi. Cái quà tặng nước ngọt cái dạng kiểu xe sinh tố thì nói chung anh em không nên tham gia. Trước mình nói rồi, cái này để tiêu tiêu phu ly tiêu sao ấy, thì anh em được mới được cái điểm này. Và cái điểm này để đổi trong cái shop này, cái shop này thì mình thấy chưa con nào ngon mấy ngoài con điêu thuyền tôi thực à tôi điêu thuyền với Thái Văn Cơ. Nhưng mấy con này thì mình nghĩ không vấn đề lắm. Điêu thuyền bây giờ chúng ta có thể đổi shop Bác Game rồi. Còn Thái Văn Cơ chắc mình nghĩ tầm một thời gian nữa nó sẽ ra rồi, tại vì nó còn thường mà. Thì ra cũng là cái gì nó không khó quá. Anh em cứ tích điểm sau này anh em cứ unin vào hai đấy thôi. Có hai cái bình khá cũ. Cháu thảo gọi nhỉ. Cái thứ nhất là cái nâng sao để nhận được thêm phần thưởng là con Siro là con thường. Cái thứ hai là con hiếm là con Bego. Anh em lên mốc thì anh em sẽ được nhận phần thưởng tương ứng và phải hoàn thành nhiệm vụ nhé. Nói chung mình thì cá nhân mình thì đợt này chắc là mình sẽ buông xuôi bỏ qua. Mình không ham hố cái mốc 5 sao để lấy skin mặc dù cũng khá là mờ lem. Con này mình hay gọi vui công chúa thủy tề. Cô gái cầm ba chia đấy, vì con này nói chung tạo hình lẫn kia thì ở mức được, còn về nói chung là công dụng kỹ năng thì chắc chúng ta sẽ phân tích ở phần sau. Nhưng ở đợt vừa rồi mình cũng tiêu pha hơi quá đà, đâm ra hết moe thì chịu, cùng lắm chỉ mốc 4 sao là tịt ngoài đấy. Cái này cái gì à, quên cho tắt rồi đi cho tắt. Thôi vào với vấn đề chính, phân tích kỹ năng. À, còn quên còn một cái Evan nữa. Evan này thì trước nó cũng ra rồi, ra đợt S8 đấy vậy. Nói chung cũng không có gì mới lạ lắm, nó cũng gọi là bình mới rượu cũ thôi, gọi là thay đổi một chút hình ảnh chứ còn về cơ chế nó vẫn như vậy. Anh em cứ làm nhiệm vụ hàng ngày kia đi, nó sẽ có một phần nữa là giống như các con hiếm Evan đi kèm với các con hiếm ấy, là bao giờ anh em nâng sao của cái con hiếm đấy nó sẽ tăng thêm cái phần thưởng anh em nhận được. Cái này thì với mỗi mốc sao sẽ tăng thêm 5% hiệu quả kinh nghiệm nhận được. Đấy. Ví dụ bình thường nhé, anh em clear hết được 5 con này sẽ được nhận 100 đúng không? Thì anh em nâng con đấy 1 sao, 2 sao, 3 sao vân vân này kia thì anh em sẽ được thêm 5, 10, 15 kinh nghiệm nữa vào phần kinh nghiệm tổng này. Thì anh em cứ yên tâm một điều là hết event thì chúng ta sẽ được cái mốc tầm bao nhiêu nhỉ? Hết Evan thì kiểu gì kiểu cũng được cái mốc, chắc chắn là qua mốc này, chắc chắn là qua cái mốc nhận mảnh này. Nói chung nhận hết nó sẽ rơi tầm mốc tầm gần 10.000, trên dưới tầm 10.000 đấy. Thì anh em nói chung cũng ăn được hết những phần thưởng ngon rồi, còn lại những phần thưởng kia thì anh em ăn được thì tốt, không ăn được thì cũng không sao. Nói chung là gọi là ăn được mốc nào nó tròn thì là ngon. Nhưng mà chắc chắn điều là mình nhớ là đợt trước ấy, mình cũng chơi phọt phẹt nhưng mà cũng lấy con S8 skin về là hơn 10.000, đợt đấy hơn 10.000. Còn bây giờ thì mình cũng không không biết nhỉ. Nhưng nói chung là kiểu gì kiểu anh em cũng ăn được những cái mốc mảnh miếc này kia thôi, nên cứ yên chí không phải gọi là quá đắn đo. Giờ sẽ là vấn đề kỹ năng. Con đầu tiên là con Siro, đến tiếng Nhật là Ichika Tachibana. Cái tên Tachibana nghe quen nhỉ? Chắc là dạo này xem nhiều anime đâm ra là thấy quen lắm. Nói chung là về tấn đạo tạo hình ấy thì mình thấy liên tưởng con này với một con trong Gacha Impact, à, con Hu Tao. Hu Tao không phải Hu Mày nhé đấy. À, nó cũng kiểu cũng ma này, cũng cũng tạo hình cũng na ná giống như này, nhưng mà nó sẽ có thêm một cái mũ và cái bùa đấy. Con này thì không, con này thì nó sẽ cầm một đôi không biết là ba chia hay dĩa đây, chả biết. Nói chung là cái vũ khí này tôi từ chối hiểu, không hiểu đâu. Và thêm mấy con ma nữa. Trước cái mắt về tạo hình thì con này mình thấy khá là mờ lem. Nói chung cũng được. Về và tạo hình game này thì mình chưa thấy con nào xấu quá. Nhiều anh em cứ chê mấy con trai Winsu mới lại con Ultraman này kia thì nó khớp với nguyên tác được còn gì nữa. Nói chung là nhiều anh em kiểu gọi là bài xích đực, nói chung cái đấy tùy đấy, mỗi cái này nó không nảy nhỉ, chán nhỉ, chán này gì cả, nảy đi nói thôi.
vừa đây thôi. À, đi vào kỹ năng công thì không có gì khác biệt lắm, tốc công chậm đấy, dòng kia chắc chúng ta sẽ không nói nữa. Kỹ năng chuyên môn thì giờ chỉ có dòng 2 là nó sẽ thay đổi một chút tùy theo mỗi con. Với con này sẽ là 5% máu, 10% thủ. Với tướng tanh thì mình nghĩ thế như vậy là hợp lý. Kỹ năng nộ, nộ ban đầu là 60 cho cái quay màn hình ở đây ạ. Nộ ban đầu 60, tốc độ hồi nộ là 6 trên giây. Tấn công kẻ địch xung quanh bản thân gây sát thương 2 lần theo HP tối đa của bản thân, đồng thời bản thân nhận được khiên trong vùng vệ trong khu vực phệ hồn, cứ mỗi phích phe ta đứng gần sẽ được tăng thêm 20% lượng khiên. Đấy. LV2 thì khi dùng khu vực vệ hồn sẽ mở ra toàn sân, duy trì trong 8 giây. LV3 thì khi mở khu vực phích phe ta có máu thấp nhất sẽ được nhận một lớp khiên từ Siro. Nói chung là mốc 2 thì mình thấy hợp lý, nó kiểu nó sẽ gọi là hỗ trợ toàn team ấy. Đấy. Nói chung là con này hiệu quả chủ yếu sẽ là cái khả năng tanh tanh hồi máu với lại cho bản thân nó, với lại cái khả năng giảm sát thương nộ. Lý giải khu vực vệ hồn. Khi phích phe địch trong phạm vi lục cung dùng nộ giảm sát thương của bản thân và phích phe ta trong phạm vi lục cung sẽ tăng đến 25% duy trì trong 2 giây. Cái này mình nghĩ là dịch hơi thiếu. Lỗi thì cũng không hẳn nhưng mà thiếu. Đúng ra sẽ là giảm đam nhận vào từ từ, nghĩa là khi sử dụng nộ ấy, khi địch sử dụng nộ thì mình với phích phe ta trong phạm vi cái khu vực vệ hồn ấy, sẽ nhận được giảm 25% sát thương nhận vào trong vòng 2 giây. Đấy. Chắc cái này sẽ kích hoạt luôn nếu mà bị ăn cái việc nộ. Nói chung hiệu quả của cái mình nghĩ cũng khá giống tương đồng con Honoka Honoka. Đấy. Kỹ năng bị động, khi bắt đầu trận đấu sẽ triệu hồi ra khu vực phệ hồn, cứ mỗi 5 giây sẽ tạo ra một linh hồn gây sát thương cho mục tiêu hiện tại bằng với lại máu tối đa của Siro, gây choáng một lúc và trị liệu cho bản thân Siro. Trong 30 giây đầu trận, Siro sẽ miễn trạng thái câm lặng và tăng 20% giảm sát thương. Trong thời gian đó, nếu dùng nộ sẽ đem lại 10% giảm sát thương chia đều cho tất cả phích phe ta trong khu vực duy trì trong 8 giây. Nhưng mà nếu mà với cái trường hợp mà không biết là cái khu vực vệ hồn mở rộng này, cái này ở khu vực vệ hồn, nếu mà như thế thì cái kỹ năng này lên LV2 thì cái này thì cũng sẽ là tác dụng với toàn team theo cá nhân mình hiểu thế, tại vì cái này là mở ra một khu vực phệ hồn mà. Còn cái này là khu vực phệ hồn mở ra toàn sân, nói chung chưa hiểu là nó sẽ là cái này nó sẽ là một vòng hay là nhào ấy. Ở cái phần thử tướng ấy, thì nó chỉ là một cái vòng thôi, còn còn cái cụ thể thì mình cũng không rõ lắm, nói chung tí chúng ta sẽ xem lại. LV2 thì khi lần đầu tạo linh hồn để tấn công, tất cả kẻ địch trong khu vực sẽ bị choáng 0,5 giây, khiến uy lực nộ của họ sẽ bị giảm 3% vào lần tiếp theo. Đấy. Nói chung con này là một con dạng kiểu counter team nộ, nhưng mà ra cũng khá là lâu. Nói chung tí mình sẽ nói cái quát tổng quát nó về sau của nó. LV3 khi bản thân bị thương sẽ có xác suất 2% rơi ra linh hồn để trị liệu cho bản thân. Nói chung trước mắt về đọc kỹ năng thì thấy con này là con khả năng thuộc diện là khá lì đòn, khả năng thứ nhất là giảm đam nộ, thứ hai là có khả năng hồi máu. Còn tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với bộ trang bị, chọn hệ đi cho nhanh, tìm mãi chả thấy. Với 246 món sẽ tăng lượng trị liệu từ linh hồn mà bản thân Siro bị rơi bị động tăng. Mình nghĩ là cái này sẽ là tăng cái lượng trị liệu là chính. Nên 20 40 và 53% với 246 món. Bộ thì có hai bộ, bộ thủ và bộ cấp cứu, nói chung đều là bộ hai hết. Bộ cấp cứu thì mình thấy cũng ở mức ok, tại vì con này có khả năng hồi phục từ mấy con ma này khi bị ăn đòn này. Thứ hai là có khả năng tạo khiên từ cái kỹ năng nộ, nhưng mà khiên thì chỉ khi sử dụng nộ thôi. Đấy.
bộ thủ thì mình thấy là cũng nó cũng không quá ngon với con này. Con này thì mình nghĩ bộ thủ cũng ở mức cũng được, chứ còn không kia mình nghĩ nếu nếu con này ngon hơn thì sẽ là bộ máu. Bộ máu thì nó sẽ tăng cái khả năng thuộc diện là sát thương con này, mặc dù vốn tướng tanh thì sát thương cũng không cao, nhưng mình nghĩ là thêm được tí nào hay tí đấy. Thì gọi là bộ trang bị thì cũng không gọi là quá vượt trội, tại vì cơ bản là cái dòng đồ nó. Tiếp theo sẽ là phong. Phong thì sẽ là chủ yếu tăng bị động. Khi kẻ địch trong khu vực phệ hồn bị thương sẽ có 15% tỷ lệ rơi ra hồn ma để trị liệu. Đấy. Nói chung con này thì về đồ đồ và cái phong thì nó đều gọi là tăng cái khả năng thuộc diện trị liệu cho nó. Một cái là tăng cái khả năng trị liệu từ ma. Còn một cái sẽ là khi địch bị ăn đòn thì sẽ tỷ lệ rơi ra ma. Con này thì bị động vốn có của nó thì là bị ăn đòn. Cái này thì sẽ tăng là kẻ địch bị ăn đòn. Đấy. Nói chung cũng được. Kẻ địch bị ăn đòn thì mình nghĩ là nó điều kiện sẽ dễ hơn, tại vì dàn đao đằng sau bắn thì nó bị ăn đòn cũng nhanh mà. Tổng quát lại thì con này mình thấy là cũng với bộ kỹ năng thì ở mức gọi là tạm ổn. Tại vì sao? Vì con này nói thật với anh em là con này nếu mà với lịch trình bên server Trung Quốc ấy, thì nó ra rất là lâu rồi. Thế đâm ra là nó ra trước cả cái collab cái với con Honoka với con Maria Row ấy, đấy. Và cái thời điểm đấy ấy, theo như mình biết thì con điêu thuyền chưa rework lại kỹ năng. Và cái thời điểm đấy bên server Trung Quốc thì nó vẫn là meta nộ, đâm ra là con này con Siro và con Bego ra là chủ yếu kết hợp với lại team nộ một con, thì sẽ là kết hợp với team nộ một con là diện là khắc chế team nộ đấy, nó ra chủ yếu mục đích thế. Còn với thời điểm hiện tại thì nó ra thì nó đã là hơi muộn rồi. Nó ra thì với những em server cũ thì đã con Honoka có khả năng thuộc diện là khắc chế team nộ, từ cái vấn đề là cái lượng khiên của nó búp lên thì nó sẽ giảm đam nộ, thế là cũng ok. Thứ hai là có thanh xà bạch xà, nhất là bạch xà. Bạch xà thì có khả năng thuộc diện là counter nộ, nộ dạng nộ nộ một phát đấy. Đấy, thế đâm ra là bây giờ con này ra cảm giác mình rất là đuối, tại vì nó không thể áp dụng được vào team nào. Còn với cái áp dụng còn ten ấy, anh em lấy con này về anh em cũng chả nhát nó đi đâu cả, tại vì với bọn Red Red ấy, thì mình thấy là con đợt vừa rồi là collab thanh bạch xà là nó cũng đã có khả năng thuộc diện là nó gánh cái những content của Red Red lên một tầm cao mới rồi. Con này vào thì mình thấy cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Gọi là với những người cũ, anh em cũ thì con này không có tác dụng nhiều. Với những em mới thì con này cũng ở mức cũng gọi là tạm được. Nhưng sau banner này thì nó sẽ ra collab, khả năng cao là collab chắc chắn rồi. Đợt vừa rồi thì mình nghĩ là sau banner con Theta thì sẽ là collab, nhưng mà không phải, ra con này. Nói chung mà ra con này thì mình nghĩ là anh em sẽ có một thời gian để gọi là chúng ta tích tài nguyên, tích sao, tích vé, tích kim cương vân vân và me miếc để chúng ta có thể là unin và collab được ngon nhất. Mình nghĩ nói chung con này nếu mà anh em roll ấy, anh em cùng lắm là một là anh em roll 40 lần, hai là anh em roll 160 lần, nhưng mà mình nghĩ là anh em roll 40 lần là hợp lý. Tại roll mốc 40 lần ấy thì anh em sẽ chắc chắn được hai con vàng. Từ mốc 40 là chắc chắn là được một con nhé. Mốc 20 chắc chắn là một con ngẫu nhiên. Mốc 40 chắc chắn là được con banner là con siro này. Đấy, mình thì mốc 40 mình có nổ cái đột cái, thế là đấy. Thế là được một con siro đỏ ở hồng. Thế là hai sao cũng được. Thêm được 10 vé. Thế thăn thăn lại 10 vé mới lại 10 vé ở phần cộng 40, thế là chỉ mất 20 vé thôi. Chúng ta đã có được thêm mấy con cũng được. Thi thoảng. Đấy, đấy là về con siro. Còn tiếp theo là con Bego. Bego này thì tên tiếng Nhật của nó là Yano Yumaki Yumika lộn đấy. Nói chung mình hay gọi con này công chúa thủy tề đấy. Tạo hình con này khá mờ lem, với lại mình cũng lại liên tưởng một con cũng ở trong Gacha Impact đấy, con Nilao.
Nhưng mà con đấy là múa, còn con này thì hình như không múa mấy, nó mình nhún rồi. Không biết là tạo hình trong PVP PVE để như thế nào. Thôi để đọc qua kỹ năng cái. Kỹ năng công thì cũng không có gì khác biệt, tốc đánh vừa. Kỹ năng chuyên môn thì dòng 2 sẽ là tăng 10% uy lực nộ và 5% đam. Thế có chứng tỏ con này sẽ thiên về dạng nộ. Kỹ năng nộ, nộ ban đầu là 60, tốc độ hồi nộ là 4 trên giây. Thế đéo là cái con vẽ kết hợp với team nộ thì vẽ lại thọt con mẹ nộ hồi trên giây nhỉ. Con này là mình nhớ đến con Deathmatter. Mặc dù là một con kết hợp với team nộ nhưng mà nó lại bị một cái dở là tốc độ hồi nộ lại bị thiếu hụt. Nhưng mà bù lại thì nếu nó được cái nó có khả năng spam từ kỹ năng bị động. Đấy. Nộ tấn công mục tiêu hiện tại và trong 6 giây đó nhận được chúc phúc biển sâu. Ở trạng thái chúc phúc, miễn sát thương tăng 15%, đánh thường trở thành trọng kích băng. LV2 3 giây đầu của chúc phúc sẽ nhận được trị liệu duy trì bản thân. LV3 thì kèm cho mục tiêu hiện tại trạng thái băng xương. Trọng kích có thể gây thêm sát thương băng xương. Băng xương thì chắc là thôi khỏi lý giải. Chúc phúc biển sâu thì sát thương của trọng kích băng và hiệu quả trị liệu của chúc phúc biển sâu bị khống chế bởi uy lực nộ. Đâm ra là con này thì có cái phần 10% này. Chúng ta thêm cái bộ uy lực nộ đấy là hợp lý. Kỹ năng bị động, khi nhận trị liệu, nếu HP của bản thân cao hơn 5% sẽ gây sát thương băng xương cho mục tiêu hiện tại. Và mục tiêu đánh thường, đánh thường hiện tại thì cũng như nhau mà. Máu thấp hơn 5% sẽ nhận được một lớp khiên. Mỗi giây tối đa kích hoạt 4 lần. Mỗi giây nhé. Anh em lưu ý là mỗi giây có thể kích hoạt tối đa 4 lần. Với con này nó không quan trọng vấn đề thuộc diện là kia cả. Nhận trị liệu thì mình nghĩ là con này vốn là nó có khả năng tự nhận trị liệu rồi. Hoặc là chúng ta có thể kẹp thêm một số con, ví dụ con Eric hoặc là con Marco cũng khả năng tăng trị liệu. Đấy. Thì nó có khả năng nó sẽ spam cái này liên tục. Mình nghĩ là cái kỹ năng bị động sẽ là cái kỹ năng đam chủ yếu của nó. Điều kiện cũng kích hoạt cũng đơn giản và nó không bị giới hạn bởi ví dụ như kiểu bao nhiêu giây sẽ tái lập một lần hoặc là tỷ lệ đánh đánh thường sẽ có tỷ lệ này kia không. Con này là nhận trị liệu là sẽ kích hoạt luôn. Điều kiện của nó chỉ là máu cao máu thấp thôi. Và với con có khả năng trị liệu nhiều ấy, thì mình nghĩ con này máu nó trên 50% là rất là cao. Nó cũng giống như con gì nhỉ? Con gì mình lại quên tên rồi. Con gì bên Red Red này. À đây con Yolanda đấy. Khi máu trên 70% thì sẽ nhận được cái tốc đánh ấy. Đấy. Cầu na ná đúng thế. Ở V2 sát thương và hiệu quả khiên tăng lên 4%. Khiên thì mình nghĩ là cũng cũng không kia nhưng mà sát thương tăng 4% là kinh đấy. Tại hiệu quả con này chủ yếu đam sẽ đam từ kỹ năng bị động ấy. Thế đâm ra là tăng cái sát thương của kỹ năng bị động là đâm ra là cái gọi là đam cái nguồn đam chính của nó lại càng to hơn. LV3 thì khi phe bạn dùng băng xương sẽ kéo dài chúc phúc biển sâu thêm 2 giây. Mỗi phích phe ta trong 2 giây sẽ kích hoạt được một lần. Mình nghĩ là cái này thì khá dễ, điều kiện không khó. Tại vì thứ nhất là nếu mà nói về băng xương kết hợp thì con này trước hết là con Empress. Con Empress là một con kích hoạt băng xương rất là dễ. Và có thể đi cùng tất cả đội hình và nó cũng là một con trong gọi là team nộ. Cái thứ hai nữa là con dép. Con dép thì nó khả năng là hồi nộ trên dây này, xong rồi búp nộ à búp 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 uy lực nộ, xong rồi búp mana vân vân này kia. Chưa kể là nếu mà anh em đi trong cái content này kia 6 món của nó, khi nó cho con này đứng trước ấy thì nó sẽ là cái khả năng búp rất là kinh. Để con này làm chủ lực cũng không phải là cái gì quá khó khăn. Tiếp theo nữa sẽ là con Marco. Marco thì với cái khả năng đánh những cái content dài hơi DP dài hơi, ví dụ như Apocalypse, thì với cái khả năng của Marco thì nó sẽ tăng khả năng hút máu cũng như đam cho team. Đâm ra team sẽ đam to hơn và khả năng trụ tốt hơn. Và với con này thì nhận trị liệu
thì sẽ kích hoạt cái kỹ năng bị động, đâm ra là nó cũng là cái rất là kết hợp rất là tốt. Trước mắt là ba con đấy, thứ còn những con còn lại chúng ta sẽ có thể tùy biến. Có thể là con gì, con edit này. Đúng nhỉ? Edit. Ừ đúng rồi, edit cũng được. Nhưng edit thì nó hơi bị dở cái là nó cũng tốc độ hồi nộ cũng chậm. Toàn những con tốc độ hồi nộ chậm, nhưng mà con này đam đam đơn mục tiêu rất là to. Còn với con khác thì mình nghĩ là nói chung bây giờ hiện tại thì nếu con edit này ngang ngang sao với một số con khác ấy, thì cũng ở mức gọi là ngon. Còn không anh em có thể dùng một số con dạng cơ bản của những team nộ chẳng hạn, ví dụ như là con Misaka này, hoặc là một số con khác. Con Misaka tăng khả năng thuộc diện là bảo kê cho team, hoặc là con Death Master vân vân, nói chung nhiều lắm. Nhiều. Cũng thể dùng một số mảnh ghép khác như Cha Win Su để tăng khả năng đam. Không phải là cái gì quá khó. Tiếp theo sẽ là đồ. Đồ của nó thì sẽ là với 246 món thì trọng sát thương trọng kích băng tăng 15 30 40%, mình nghĩ cũng là hợp lý, tại vì con này với kỹ năng nộ và kỹ năng bị động thì nó cũng đều là tăng cái sát thương trọng kích băng. Nhưng mà mỗi cái là nói chung dòng thì đẹp nhưng mà đồ thì hơi xấu. Với bộ 4 sẽ là bộ công, nhưng mà mình nói rồi đấy, với những con team nộ này thì bộ 4 là bộ nộ thì sẽ hợp lý hơn. Bộ 2 là bộ hội tâm, là bộ tăng chí mạng thì cũng ở mức được. Nhưng mà nếu mà tối ưu nhất, tại vì những cái con này thì nó đi cùng Empress với con Marco ấy, thì cái tỷ lệ chí mạng của nó cũng đã cao sẵn rồi. Thì nó sử dụng cái bộ tăng sát thương chí mạng ấy, thì mình nghĩ sẽ hợp lý hơn. Nói chung là lúc đầu anh em không có, anh em cứ dùng tạm cái bộ tâm. Sau anh em có thể là chuyển sang bộ sát thương chí mạng, bộ đó mình quên tên rồi. Nói chung là dòng đồ thì ngon. Tiếp theo nữa là phong. Phong con này sẽ tăng sát thương nộ sau khi dùng đánh thường và trọng kích băng. Có 15 tỷ lệ kích hoạt sát thương băng bị động. Hiệu quả này bỏ qua điều kiện HP. Cái này cũng không có cái điều kiện, ví dụ như anh em sử dụng nộ anh em mới được. Cái này mình nghĩ là gọi là anh em cứ đánh thường hoặc là trọng kích băng đều có thể là kích hoạt được. Không nhất thiết phải gọi là tung nộ thì mới được. Thế thì con này thì cái dùng cái phông này cũng vẫn là ngon. Cái khả năng cục diện là kích hoạt 15% thì không phải là con số nhiều. Tốc đánh con này cũng ở mức vừa thì cũng không phải là cao quá, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ thêm khả năng thực diện là kích hoạt đam cho con này. Nói chung cái phong này ở mức được, chỉ có một cái tỷ lệ hơi thấp. Chắc là chúng ta tăng LV lên thì nó sẽ tăng thêm tỷ lệ, không biết là bao nhiêu, nhưng mình nghĩ khả năng cao nó sẽ rơi tầm là 15 20 25%, tối đa sẽ là 25%, tầm tầm đấy thôi. Nó không nhiều mấy đâu. Nó kiểu làm tỷ lệ gọi là 15 này thì nó chỉ lên tầm 5% một lần. Theo như mình đoán là thế. Nói chung là cũng ở mức được. Tổng quan lại thì con này thì cá nhân mình nghĩ là cũng ở mức ok. Nhưng mà nếu mà áp dụng ấy, thì nó chỉ áp dụng với một số content. Ví dụ như là con Apocalypse cá hộp này. Thì em có thể áp dụng được. Đúng. Có ông nào sử dụng chưa? Chưa. Chưa thấy ai sử dụng cả. Mình nghĩ con Apocalypse cá hộp này thì chúng ta có thể sử dụng được. Vì con này đi với đi cái content đấy, chúng ta sẽ có thể sử dụng cho nó chạy vào những cái ô búp, thì nó sẽ khả năng nó đam nộ này, với tốc độ hồi nộ của nó sẽ tăng. Chứ còn nếu mà bảo bảo con này đi những content led red thì mình nghĩ là cũng không ngon lắm, tại vì con này tanh thì cũng gọi là không không tanh ngon. Thật ra thì cái đợt vừa rồi ra collab Thanh Bạch Xà thì nó đã khả năng thuộc diện là gánh khá là tốt trong vấn đề là content rồi. Bây giờ lấy hai con này về thì khả năng nhét vào content mình nghĩ cũng hơi khó. Với Final C ấy, cái phản kích cấm địa ấy, thì mình thấy là cũng chả cần. Bây giờ cho con này vào thì cũng không giải quyết vấn đề gì mấy.
Còn mấy cái này thì mình nghĩ cũng thế, cũng cũng vậy cả, không không quá nhiều ý nghĩa. Nói chung là con này thì không biết anh em nhào, nhưng mà với mình thứ nhất là mình hết me, đâm ra mình sẽ không theo con này đến mốc 5 sao để lấy skin. Cái thứ hai nữa là với cá nhân mình thì bây giờ con này cũng không quá là ngon nghẻ để gọi là phải all in. Đâm ra là gọi là mình sẽ gọi là lấy, cứ lấy được bao nhiêu thì sẽ lấy, có thể là sẽ cố nốt hoặc là sẽ kệ nó. Nói chung chỉ hiện tại vì mình nói là hết event anh em lấy hết event anh em sẽ được rơi tầm 3 sao rưỡi, không tính là copy để anh em nâng, đúng không? À, không tính phút để anh em nâng, sẽ được tầm 3 sao rưỡi, thiếu sẽ thiếu một copy nữa để anh em lên 4 sao. Với những em nào nạp gói 6 đô tầm 2 tuần đấy thì anh em có thể lấy ở trong cái phần bingo rồi, bingo vòng 9 nó sẽ có một một copy của con bego này, hoặc là anh em có thể đổi me. Nói chung với mình thì chắc là đợt này sẽ kệ, không gọi là cố gắng, tại vì vừa rồi mình cũng tiêu pha hơi mạnh tay, đâm ra hết me, giờ phải kiếm thêm me để gọi là kia lại. Trong 20 me này thì sắp tới sẽ hết tháng rồi, mình còn phải đổi thêm một cái dấu ấn 70 để sau này collab collect thì có thể mình sẽ up huy hiệu của nó lên được cao đấy. Đâm ra là chắc khả năng sẽ là thôi thôi anh em ạ, thôi tạm thời thôi đấy. Nói chung là còn với anh em nào thích thì anh em cứ all in, cái đấy thì tùy cả quan điểm mỗi người, cảm nghĩ mỗi người thôi, mình thì mình không ép ai cả. Mình chỉ gọi là quan điểm thứ nhất là với cá nhân mình, thứ hai là với thuộc diện là anh em chơi, gọi là nhiều khi anh em all in nó sai, có thể là anh em sẽ cảm thấy nó mình yếu quá chơi nó chán đấy. Chứ còn với tôi thì tôi chơi nó chỉ loanh quanh vậy thôi, nó không ông nào tặng mấy kia nhỉ, chưa lên LV để có thể dùng được cái này. Thôi video cũng khá dài, 32 phút rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây, hẹn gặp anh và em vào những video kế tiếp. Vẫn PR lại là mình vẫn nhận nạp game này với giá 16.000 trên một đô đấy, anh em nào cần thì có thể liên hệ nhé. Thôi bye anh em.